hai câu chuyện ít biết về Bác. Một, may áo cho cái quạt. Những dịp theo Bác đi khảo sát tình hình thời sự ở Trung Quốc, ông mới thực sự nhận thấy tính hóm hỉnh của người. Vali quần áo của Bác chỉ có 2 chiếc quần đùi, 2 chiếc áo may ô và 1 bộ trang phục để tiếp khách. Thế nhưng, Bác luôn dặn ông phải hết sức cẩn thận, cất giữ chiếc vali như báu vật. Nếu đi đâu ra khỏi phòng, phải cho vào tủ khóa lại. Thấy ông ngạc nhiên, Bác bảo, đây là bí mật quốc gia, đừng tiết lộ ra ngoài. Sau này, ông mới hiểu, Bác không muốn người nước ngoài nhìn thấy sự quá giản dị của một vị lãnh tụ. Khi về nước, Ban chấp hành Trung ương Đảng Trung Quốc có tặng Bác 1 chiếc quạt điện. Bác không dùng mà bảo ông, chú may cho cái quạt này 1 chiếc áo rồi cất đi. Bao giờ dân có, Bác mới dùng. Không dám cãi lời Bác, ông cất đi, trong lòng vừa thấy vui vì sự hóm hình của Bác, lại vừa thấy xót xa. Trong 1 lần đi quan sát tại Định Hóa, Thái Nguyên, khi ông đang ngộp thở trước tiếng reo hò của bà con trong xã, thì thấy Bác chỉ tay lên khẩu hiệu bên trên và nói, này chú ơi, cái xã này giỏi lắm nhé. Thấy Bác đến liền răng ngay khẩu hiệu Hồ Chủ tịch muốn nằm. Ông nhìn theo tay Bác chỉ và chợt bật cười. Thay cho Hồ Chủ tịch muốn nằm là Hồ Chủ tịch muốn nằm. Sau đấy Bác nhắc nhở anh chị em phải chịu khó rèn rũa, học câu chữ cho chính xác, tránh những trường hợp sai sót đáng cười. 2. Tiết kiệm tiền cho nhân dân Liên Xô. Năm 1955, Hồ Chủ tịch cùng phái đoàn Việt Nam đi cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Liên Xô. Tại đây, họ đã tiếp đón Hồ Chủ tịch theo đúng tiêu chuẩn một vị lãnh tụ. Nhưng chính điều đó lại làm Bác rất phiền lòng. Hàng ngày, mỗi bữa ăn là 1 bàn tiệc. 2 lần, Bác bảo ông Văn nhắc họ đừng làm như thế nữa. Nhưng phía bạn vẫn cứ theo lễ tiếp đón nguyên thủ quốc gia. Lần thứ 3, Bác mời tất cả những cán bộ trong nhà khách cùng bảo vệ vào ăn. Khi ăn xong, Bác mới mời người quản lý ra và bảo, đấy chú xem, cả chục người ăn còn không hết, huống hồ chúng tôi chỉ có 2 người. Lần sau, chú đừng làm như thế nữa, đây là tôi tiết kiệm tiền cho nhân dân Liên Xô. Về sau, trước khi đến bữa ăn, người phụ trách lại ra hỏi Bác xem hôm nay người muốn ăn gì. Còn ông Văn lại có thêm 1 cơ hội để học hỏi đức tính của người. Theo tác giả Trần Mạnh Hào từ website Việt Báo, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn nhấn đăng ký để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.